Xin được chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Sinh ra để tỏa sáng. Và thưa quý vị, cặp đôi tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng và sâu lắng với dòng nhạc Bolero trữ tình. Đại Nghĩa đang muốn nói đến học sinh lớn là Phan Thanh Bình và huấn luyện viên nhí cô giáo Nhã Thi. Và chúng ta hãy cùng xem trong một tuần vừa qua, hai cô trò đã tập luyện với nhau như thế nào nha. Đợt này hát chung với con là có sự hỗ trợ từ con là chú thấy yên tâm có chừng 80% rồi. Còn 20% sao chú? 20% cố gắng bỏ cái rung ra đi. Chú phải tự tin 100% luôn. Thì chú sẽ cố gắng. Dạ. Đúng mà không? Bài dự thi lần này nha, con chọn một bài rất là tình cảm, một bài mà khi người nào đó thể hiện lên thì cũng rất là dạt dào cảm xúc. Nghe tò mò quá vậy. Đó chính là bài Lòng Mẹ Hai của chú Ngọc Sơn. Mình chỉ mong là sẽ có cơ hội ở trong cái đêm chung kết để mình trình diễn và mình tham dự cùng với các thí sinh khác. Mình chỉ kỳ vọng là người nghe có thể cảm nhận được đúng như cái tên bài hát là mình đã thành công rồi. Mình không nghĩ ngợi gì hơn nữa. Chưa về chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Cái khúc mà câu dài ơi là dài đó. Giống như là xuống xề con thấy chú hát bị trễ nhịp nhiều lắm. Vậy hả? Dạ, trễ nhịp nhiều lắm. Lúc như cái lúc đó chú nhớ như chú hát mà thấy nó nhịp vừa chưa hết mà nó nhẹ. Con thấy là lòng đầy lo âu sầu nhớ 2, 3, 4, 5 bao lỡ này mình phải vô liền. Chú đừng có kéo dài quá, giống như là chú hát là bao lỡ. Chú vừa khúc sau chú vừa không đủ hơi mà chú còn bị trì nhịp nữa. Nhạc nó sẽ đến sớm. Dạ. Lòng đầy lo âu sầu nhớ 2, 3, 4 bao lá thu rơi mà con chưa về chiều ngồi đây. Đến đây là ngày tập cuối cùng, con thấy chú Bình rất là tiến bộ, hát rất là hay so với những lần trước. Và con tin là chú sẽ giữ vững phong độ lên sân khấu hát hay hơn nữa, tự tin hơn nữa. Cố lên chú Bình. Alo, anh hai. Bé Ba hay bé Ba? Dạ em nè. Trời, nghe nói là 10 bữa nữa là anh hai về phải không anh hai? Lúc trước anh nói với em vậy. Dạ. Mà chắc mùa hè này anh không về được đâu bé Ba ơi. Trời ơi, lần trước anh hai hứa là Tết anh hai về, mà Tết anh hai cũng không về, rồi hứa hè về, rồi hè anh hai cũng không về luôn. Anh cũng muốn về lắm chứ. Mà em biết không, ở bên này á, anh đang vô mùa hè, anh cắt cỏ anh kiếm tiền được lắm bé Ba. Hay là em đừng có buồn nha, anh cố gắng anh sẽ kiếm thêm chút tiền. Em nói với mẹ là anh hứa là xuống ship mùa đông anh sẽ về nhé bé Ba. Anh hai hẹn hoài à. Thôi chết, anh phải làm việc đây bé Ba ơi nha. Để thôi người ta đủ việc anh đó nha. Anh hai. Mẹ ơi. Mẹ anh hai. Mẹ biết rồi, thằng hai nó không về được phải không? Dạ đúng rồi, anh hai không có về được. Tại vì bển nó đang là mùa hè. Anh hai có nhiều việc phải làm lắm. Anh hai nói là anh hai kiếm khá tiền, anh hai về với mẹ đó mẹ. Nhưng mà mẹ đâu có cần tiền. Mẹ cần anh hai con kìa. Dạ anh hai bển làm ở công ty lớn lắm mẹ. Anh hai mà về thì ai mà thế chỗ anh hai làm, rồi rủi qua bển mất việc luôn rồi sao mẹ? Thì mẹ hiểu. Mẹ biết anh hai con ở bển á, cắt cỏ cũng cực khổ lắm. Mẹ hiểu mà con. Con giấu mẹ làm chi? Vậy là mẹ biết hết rồi hả mẹ? Thì thôi, thì giờ nó không về thì mai mốt nó về chứ có gì đâu. Tết nó về chứ gì, không sao đâu con. Ra đứng ngóng
một mồi trong lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ngài, gió đưa mang mang cười những u sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây gió lạnh lùng man nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ngài. Con nghe trong mắt lệ đẫm tuôn trào, còn đâu bao dấu yêu xưa, giờ đây con đã đi xa, để mẹ già chờ mong con hoài. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ngài. Có nghe trong mắt lệ đẫm tuôn trào, còn đâu bao dấu yêu xưa, giờ đây con đã đi xa, để mẹ già chờ mong con hoài. Còn đâu
bao dấu yêu xưa. Giờ đây con đã đi xa để mẹ già chờ mong con hoài. Mẹ. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Lòng Mẹ 2 với phần trình diễn của Phan Thanh Bình, Bé Nhã Thi và cảm ơn sự trợ diễn của diễn viên Ngọc Dã. Phan Thanh Bình, em ơi, giờ cái cảm xúc của đêm chung kết này nó có thoải mái hơn so với cái đêm đầu tiên mình xuất hiện ở đây chưa? Lần đầu tiên em diễn thì bài đầu tiên em diễn thì em bị rung. Và quay trở lại bài này cũng gần như là bài cuối rồi em lại bị rung trở lại chị Hương. Rung, biết là rung bởi vì thực ra sức khỏe của Phan Thanh Bình cũng không có được tốt cho lắm. Mới phẫu thuật xong hôm qua đó quý vị. Mới mổ khối u xong ngày hôm qua đó, lên đây bữa nay lên sân khấu đứng hát luôn, vậy thành ra có cái chỗ nào mà bị hụt hơi chắc chắn là cũng ảnh hưởng từ cái sức khỏe của mình. Dạ, chia sẻ để cho tất cả mọi người được biết thêm chút xíu về những cái nỗ lực tập luyện của Phan Thanh Bình cùng với Nhã Thi trong những ngày vừa qua để có được tiết mục như ngày hôm nay. Xin mời ý kiến của Bảo Thi trước nha. Lời đầu tiên thì Bảo Thi xin được chúc mừng anh Phan Thanh Bình cũng như bé Nhã Thi đã gửi đến tất cả mọi người ở đây cũng như khán giả xem đài một tiết mục chạm đến cảm xúc. Sau khi mà nghe anh Đại Nghĩa nói là anh Bình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng mà ngày hôm nay anh vẫn đứng trên sân khấu biểu diễn cống hiến. Mỗi lúc mà phải hát cái câu dài dài á, anh khá là căng thẳng. Nhưng mà chắc hẳn là cái sự căng thẳng này đều nhận được cái sự yêu thương của tất cả mọi người trong khán phòng, đúng không ạ? Dạ, tôi chị. Đối với Bảo Thi thì một phần thi, cái sự thành công của nó không những ở phần chuyên nghiệp mà còn có một cái yếu tố rất lớn quyết định mình có thành công hay không. Đó là cái tình cảm mà khán giả dành cho cái tiết mục của mình. Người xin chúc mừng. Cảm ơn Bảo Thi. Xin mời ý kiến của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Một tiết mục đã làm cho tôi rất cảm động. Có lúc tôi rưng rưng nước mắt bởi vì tôi hiểu được cái cảm giác của một người mẹ nhớ con đi xa, cũng như là người con muốn về nhà. Và cái tình cảm đó đã được Nhã Thi và Phan Thanh Bình thể hiện cách trọn vẹn trong cái bài này. Cũng có một đôi chút, một vài chỗ mà tôi hơi lo lắng cho Phan Thanh Bình, hơi trao chênh một chút, nhưng mà không sao, cái đó có thể bỏ qua. Bởi vì cái cảm xúc mà bạn đã gửi đến qua những cái nốt nhạc. Và xin chúc mừng hai cô trò đã có một tiết mục rất thành công. Dạ, xin cảm ơn anh Đức Huy. Đã còn nhớ những tuần trước đây là chị Việt Hương đã từng lên sân khấu trợ diễn luôn cho Phan Thanh Bình để Phan Thanh Bình cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Vậy còn hôm nay với tiết mục này chị không có lên trợ diễn thì chị thấy sao với cái tiết mục của đó. Bình ạ? Chị là người đi với em từ ngay những giây phút đầu. Những cái ngày đầu mà em hát mà chị rớt tim, chị rớt xuống ghế, chị leo lên chị rớt cũng 6 lần. Rồi gung, rồi chọt tay, đâu có biết chỗ nào mà chọt cái túi đâu. Hiểu không? Mà chọt vô mà gung vậy nè. Tới ngày hôm nay vững vàng. Hồi nãy anh Huy nói á, là khi đổ xuống cái là nó hơi có phô trên chút xíu. Chị có nói lúc mà em đổ câu đầu chị quay qua chị nói bị gung. Bị gung ta phô chút xíu. Nhưng mà cái đổ thứ hai là vô. Rồi đổ thứ hai là em đổ bê tông rồi đó. Vững vàng. Hôm nay chị sẽ kêu gọi cho Bình chọn cho em để em vô tới nóc. Cảm ơn chị Việt Hương. Cảm ơn chị. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến từ một anh chị phóng viên nha. Xin được mời nhà báo Quỳnh Trang đến từ báo Pháp Luật Thành Phố. Câu chuyện mà Lòng Mẹ ở đây nó hay hơn những cái lần Lòng Mẹ khác trình diễn á, bởi là vì có cái cảnh mà con xa quê. Mà anh Bình nghe mọi người nói như vừa chia sẻ thì anh mới mổ xong á, nhưng mà cái ngượng ngùng của anh mà khi mà diễn cái bài này á, nó lại ngược lại, nó tạo cảm xúc rất là dễ thương cho khán giả. Ở chỗ là giống như anh là một người con xa quê mà bối rối á, mà nhớ về mẹ cho nên hát cũng không phải là trọn vẹn, nhưng mà đó là rất là có cảm xúc. Thì xin chúc mừng anh với là Nhã Thi. Dạ, xin cảm ơn chị ạ. Và quý vị khán giả yêu mến cặp đôi này, cặp đôi của Phan Thanh Bình và bé Nhã Thi thì hãy bình chọn nha. Soạn tin nhắn TS khoảng cách, tên viết tắt của Thanh Bình là TB, gửi về tổng đài 8569 với mỗi tin nhắn trị giá 5.000 đồng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức qua hai phần trình diễn của hai thí sinh. Vẫn còn hai phần trình diễn nữa rất là đặc sắc, rất là hấp dẫn, và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.